Ban biên tập xin được gửi đến lời chào và lời chúc sức khỏe đến quý vị khán giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng tin tức 24 giờ trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế ngày hôm nay. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Đồng Nai thêm 501 ca nhiễm mới, thành phố Biên Hòa nhiều nhất với 134 ca. Sơn La thêm 7 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, truy vết khó khăn, Khánh Hòa thêm 97 ca mắc COVID-19 và 149 ca khỏi bệnh. 300.000 viên thuốc kháng virus điều trị COVID-19 về thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến bay thứ 7 đưa 192 người dân Bình Định hồi hương. Bình Dương ưu tiên hỗ trợ 8.300 tấn gạo cho 11 phường khóa chặt, đông cứng. Triều Tiên tự chế tạo máy PCR để phát hiện COVID-19. Thủ lĩnh đối lập Afghanistan cảnh báo nội chiến nếu Taliban từ chối chia sẻ quyền lực. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Đồng Nai thêm 501 ca nhiễm mới, thành phố Biên Hòa nhiều nhất với 134 ca. Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Đồng Nai về công tác phòng chống dịch Covid-19, đến 22 giờ ngày 22 tháng 8, toàn tỉnh ghi nhận thêm 501 ca nhiễm mới, thành phố Biên Hòa nhiều nhất với 134 ca, trong ngày có thêm 542 bệnh nhân khỏi bệnh. Trong số các ca mắc mới, có 9 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc, 275 ca trong khu cách ly và 217 ca trong khu phong tỏa. Kể từ đầu dịch đến nay, tổng số ca nhiễm ghi nhận trong tỉnh là 18.356 ca, đợt dịch thứ tư từ ngày 18 tháng 6 năm 2021 đến nay là 18.324 ca. Sở Y tế Đồng Nai nhận định, các ca mắc trong cộng đồng có chiều hướng giảm, tiếp tục ghi nhận nhiều nhất ở Biên Hòa, ghi nhận ổ dịch tại Viện Pháp Y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Nhiều địa phương do thiếu nhân lực còn chậm trong việc báo cáo tiến độ tiêm chủng, cách ly, điều trị, truy vết dẫn đến việc số liệu báo cáo chưa kịp thời thực tế thực hiện. Sơn La thêm 7 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, truy vết khó khăn. Sáng 23 tháng 8, thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Sơn La cho biết, trong quá trình tiến hành xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm lấy trong ngày 21 tháng 8, có thêm 21 mẫu bệnh phẩm có kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2. Đây là những trường hợp dương tính mới có yếu tố dịch tễ liên quan đến các khu cách ly y tế tập trung và vùng phong tỏa trên địa bàn huyện Phú Yên, trong đó 7 bệnh nhân cộng đồng tại bản Úm 2, xã Huy Thượng, 14 trường hợp là công nhân trở về từ Bình Dương được cách ly tập trung tại trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở trung học phổ thông Phú Yên. 21 bệnh nhân không sốt, không khó thở đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Phú Yên và khu điều trị F0 của huyện Phú Yên. Theo đánh giá của ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Sơn La, hiện tại diễn biến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Phú Yên rất phức tạp, nhiều trường hợp F0 lây nhiễm trong cộng đồng, đặc biệt tại bản Úm 2, xã Huy Thượng. Đến thời điểm hiện tại, chưa có bằng chứng xác minh trường hợp F0 đầu tiên trong cộng đồng tại huyện Phú Yên nên rất khó khăn trong việc khoanh vùng, truy vết, đánh giá nguy cơ phơi nhiễm. Khánh Hòa thêm 97 ca mắc COVID-19 và 149 ca khỏi bệnh. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Khánh Hòa cho biết, tính từ 17 giờ chiều 22 tháng 8 đến 7 giờ sáng 23 tháng 8, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 97 ca mắc COVID-19 mới tại thành phố Nha Trang 63 ca, thị xã Ninh Hòa 14 ca, huyện Vạn Ninh 16 ca, huyện Cam Lâm 4 ca, các ca mắc mới đều ghi nhận tại các khu cách ly tập trung, cách ly y tế tại dân cư. Trong khoảng thời gian trên, tỉnh Khánh Hòa có thêm 149 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được các y bác sĩ bệnh viện giã chiến điều trị khỏi bệnh. Nâng số ca đã khỏi bệnh từ ngày 22 tháng 7 đến nay lên 3.468 ca. Tính từ ngày 22 tháng 7 đến nay, tỉnh này đã có 45 bệnh nhân tử vong liên quan đến COVID-19. Theo CDC Khánh Hòa, tính từ ngày 23 tháng 6 đến nay, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 5.472 ca mắc COVID-19 có 8 trên 9 huyện thị thành phố ghi nhận có ca mắc, trong đó thành phố Nha Trang nhiều nhất với 3.161 ca, thị xã Ninh Hòa 1.662 ca, huyện Diên Khánh 244 ca, huyện Vạn Ninh 220 ca, huyện Cam Lâm 86 ca, thành phố Cam Ranh 82 ca, huyện Khánh Vĩnh 16 ca và huyện Khánh Sơn 1 ca toàn tỉnh đã truy vết được 5.834 F1 và 12.230 F2, phong tỏa tạm thời 125 địa điểm, lấy 378.627 mẫu xét nghiệm RT-PCR và 2.209.604 mẫu test nhanh kháng nguyên. 300.000 viên thuốc kháng virus điều trị COVID-19 về thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin có được, Tối nay 23 tháng 8, một lô thuốc kháng virus có tác dụng giúp giảm nhanh nồng độ virus trong cơ thể người bệnh COVID-19, gồm 300.000 viên dự kiến về đến thành phố Hồ Chí Minh. Thuốc triển vọng được sử dụng trong chương trình là Monopiravi, một trong những thuốc giúp giảm nhanh nồng độ virus trong cơ thể người nhiễm. Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc kháng virus Monopiravi tại Mỹ, Ấn Độ đã cho kết quả khả quan về tính an toàn, khả năng dung nạp, đặc biệt giảm tải lượng virus rõ rệt ở bệnh nhân thể nhẹ và vừa sau 5 ngày điều trị, góp phần giảm lây nhiễm trong cộng đồng, giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố phía Nam, việc giúp người bệnh tiếp cận được y tế một cách nhanh chóng, chủ động, từ đó góp phần giảm tải trong điều trị, giảm tử vong là yêu cầu được đặt lên hàng đầu. Trên cơ sở các kinh nghiệm quốc tế, mô hình bệnh tật, Bộ Y tế đã liên tục cập nhật phác đồ điều trị, đảm bảo về các trường hợp mắc COVID-19 được tiếp cận chăm sóc tốt nhất. Trên cơ sở kết quả của nghiên cứu tại cơ sở y tế, Bộ Y tế giao cho Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Y tế Công cộng trực tiếp triển khai chương trình thí điểm tại cộng đồng. Những F0 tại nhà và cộng đồng thông qua cuộc gọi được lập trình sẽ được lấy phiếu chấp thuận tự nguyện tham gia chương trình e -consent. Họ được theo dõi hàng ngày việc dùng thuốc, tình trạng sức khỏe và có tác dụng phụ có thể có bằng cách sử dụng nhật ký bệnh nhân điện tử. Chuyến bay thứ 7 đưa 192 người dân Bình Định hồi hương tiếp tục kế hoạch đưa người dân khó khăn đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh về quê. Tỉnh Bình Định đã tổ chức chuyến bay miễn phí thứ bảy đưa 192 người dân về quê an toàn. Chiều ngày 22 tháng 8, chuyến bay đưa 192 người dân Bình Định về quê đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Phủ Cát, huyện Phủ Cát, tỉnh Bình Định. Đây là chuyến bay miễn phí thứ bảy thuộc chương trình hành trình về quê hương đưa người dân Bình Định gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh về quê được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phối hợp Hội đồng hương Bình Định tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Sau khi về tới sân bay Phú Cát, người dân được xe của tỉnh bố trí đưa đi cách ly tập trung. Toàn bộ chi phí di chuyển, cách ly, ăn uống, xét nghiệm trong thời gian thực hiện cách ly đều được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định hỗ trợ. Đến thời điểm hiện tại, Bình Định đã tổ chức 7 chuyến bay, đón tổng cộng 1322 người về quê. Tỉnh này dự kiến sẽ tổ chức thêm 3 chuyến bay nữa trong thời gian tới. Bình Dương ưu tiên hỗ trợ 8.300 tấn gạo cho 11 phường khóa chặt đồng cứng. Ngày 22 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã có quyết định chính thức về việc phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho người gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh với số gạo tiếp nhận đợt 1 là hơn 8.300 tấn gạo từ Tổng cục Dự trữ Nhà nước, được tỉnh ưu tiên hỗ trợ 7,5 kg gạo một người cho người dân sống tại 11 phường thuộc thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên đang thực hiện chủ trương khóa chặt, đông cứng, theo thông báo 179 TBTU ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Thường trực tỉnh ủy. Bên cạnh đó, hỗ trợ 15 kg gạo một người cho người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng tại cộng đồng trên toàn tỉnh hỗ trợ 7,5 kg gạo một người cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương: thành phố Thuận An, thị xã Tân Uyên, thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Dĩ An, thị xã Bến Cát. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng vừa có quyết định về việc hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân 11 phường của thành phố Tân Uyên và thành phố Thuận An, mức hỗ trợ 50.000 đồng một người một ngày, hình thức hỗ trợ bằng lương thực thực phẩm, thời gian được áp dụng 15 ngày, bắt đầu từ ngày 22 tháng 8. Triều Tiên tự chế tạo máy PCR để phát hiện COVID-19. Triều Tiên chưa xác nhận ca mắc COVID-19 nào, nhưng từ năm ngoái đã đóng cửa biên giới, hạn chế đi lại và áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt, coi đại dịch là vấn đề sống còn của quốc gia trong nỗ lực chống virus các nhà khoa học và kỹ thuật viên tại viện khoa học nhà nước lần đầu tiên phát triển thành công hệ thống pcr đạt tiêu chuẩn quốc tế báo rojong semun thuộc đảng lao động triều tiên cho biết thiết bị này được giới thiệu như một trong những thành công gần đây mà triều tiên đạt được dưới sự lãnh đạo của chủ tịch kim jong un nhằm nội địa hóa các máy móc thiết bị và vật liệu trong bối cảnh triều tiên phải chịu những biện pháp trừng phạt quốc tế biên giới đóng cửa và thương mại sụt giảm Triều Tiên lâu nay có thể thực hiện xét nghiệm PCR như một phương pháp phát hiện COVID-19 chuẩn quốc tế, nhưng được sự hỗ trợ của bên ngoài, trong đó có Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Thủ lĩnh đối lập Afghanistan cảnh báo nội chiến nếu Taliban từ chối chia sẻ quyền lực. Ahmad Masao là con trai của Ahmad Shah Masao, người đối đầu với Taliban ở Afghanistan trong thập niên 1990 và đã bị ám sát vào thời điểm hai ngày trước loạt tấn công khủng bố 11 tháng 9 nhằm vào nước Mỹ năm 2001. Ông Masao mới đây nói với kênh truyền hình On Arabia TV có trụ sở ở Dubai rằng chiến tranh là không thể tránh khỏi nếu Taliban từ chối đối thoại. Vị thủ lĩnh này nói, chúng tôi từng đương đầu với Liên Xô và chúng tôi sẽ lại có khả năng đương đầu với Taliban mặt hiện là thủ lĩnh của mặt trận kháng chiến toàn quốc Afghanistan, ông đã thiết lập căn cứ ở thung lũng Panser nằm về phía bắc thủ đô Kabul, nơi cựu phó tổng thống Afghanistan Amura Saleh cũng đang ẩn náu. Bình luận mới này của Masao xuất hiện sau khi báo Washington Post đăng một bài viết vào tuần trước, trong đó ông kêu gọi Mỹ cung cấp vũ khí cho các lực lượng của ông. Trong khi đó, hôm 22 tháng 8, Taliban cho biết hàng trăm chiến binh của họ đang tiến tới thùng lũng Panzer để kiểm soát nơi này sau khi giới chức địa phương từ chối bàn giao quyền lực một cách hòa bình. Ban biên tập xin được gửi đến lời chào và lời chúc sức khỏe đến quý vị khán giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng tin tức 24 giờ. Trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây.